Đây là lần chuyển trường thứ 99 của tôi. Dám bắt nạt bạn học à? Được sự cho phép của tôi chưa? Mày chán sống rồi à? Mày biết đây là ai không? Thôi, bỏ đi. Chúng ta không động vào được đâu. Vậy á? Đứng lại! Ai gặp cũng phải nhường tao. Mày dám gây sự với tao à? Tao sẽ nói với anh của tao. Có giỏi thì mách đi. Mày cứ đợi đấy. Cô gái này thật là thú vị. Tôi muốn thông tin của cô gái này. Tôi vừa gửi tin nhắn cho cô rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Đại ca ơi, kia có phải con bé mà hôm nọ bắt nạt em gái đại ca không? Ôi trời ơi! Xin lỗi, tôi không cố ý. Con gái à, đi học thì đừng có đánh nhau với con nhà người ta nữa nhá. Không sao. Mày kiêu ngạo như vậy, chắc là nhà mày có chỗ dựa à? Chắc là cậu cũng hiểu biết nhiều đấy. Tao cảnh cáo mày, tao không động đến con gái. Nhưng nếu mày động vào em gái tao á, thì mày gặp hậu quả đấy. Dẫn nó đi. Ê! Đại ca ơi, của này bây giờ xử lý như nào đại ca? Đợi tao tí. Mà lướt. Được đấy. Anh à, lần trước nó sức với em, lại còn thách đố em nữa. Khác nào đánh vào mặt anh phải dạy dỗ lại nó. Được. Phải dạy dỗ thôi. Xong rồi, bây giờ là phần thưởng của mày đấy. Vui vẻ nhá. Cũng xinh đấy. Động vào ai không động. Lại động ngay vào cô em gái mà đại ca yêu thương nhất. Cô tới số rồi. Đợi đã. Lại đây tôi bảo anh cái này. Ai ơi. Ai ơi. Vô dụng. Muốn chuyện đến mà làm không xong. Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé. Tôi không sao. Đây là thông tin về cô gái cậu muốn tìm hiểu hôm trước. Được rồi, cô để đấy cho tôi. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Ừ, cô đi đi. Vâng ạ. Thì ra là con gái của chủ tịch tập đoàn ABA à? Xoái ca trường mình kìa. Đẹp trai thế. Trái tim tao. Đi ra đấy đi mày. Đi. Thì ra là cậu ta à? Hoàng Anh ơi. Mình. Nhiên. Mình thích cậu. Nó dám cướp người tao thích à? Hãy đợi đấy. Lần trước cậu giúp tôi, tôi tưởng cậu là người tốt như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ đào hoa. Thủ đoạn này cũ rồi, bỏ đi. Làm cái gì đấy? Hôm trước mày đánh người của anh trai tao, tao có chưa tính sổ với mày. Hôm nay mày lại quyến rũ người tao thích. Không biết tao nên tính với mày như nào đây. Tao còn chưa tìm đến mày mà mày tự dẫn xác đến rồi à? Mày! Người mày thích tên là Hoàng Anh gì đấy đúng không?
tốt nhất á là mày tránh xa cậu ấy ra. Xin lỗi nhá, cậu càng nói thế tôi lại càng có hứng thú muốn thích cậu ta đấy. Muốn gì? Mày! Tao chỉ muốn yên ổn học hết cấp 3 ở đây, đừng gây sự với tao. Nhiên, cậu có làm sao không? Hoàng Anh, là do cậu ấy tự ngã đấy, chứ mình không làm gì cậu ấy cả. Từ lần sau cậu mà làm như thế nữa, đừng có trách tôi. Cậu đi đi. Nhiên, cậu có sao không? Bác sĩ, chân cậu ấy có sao không ạ? Chân cậu ấy không sao, chỉ cần hạn chế đi lại, nghỉ ngơi 1-2 tuần là sẽ khỏi thôi. Sao ạ? 1-2 tuần đấy ạ? Đúng rồi, cô đã sắp xếp người băng bó chân cho em rồi. Hai em ngồi ở đây đợi nhé. Vâng ạ. Gì vậy? Tôi mua cơm cho cậu này. Cảm ơn cậu. Cậu ăn đi. Nào, mình cũng ăn đi. Bù à? Không thấy người ở đây sao mà còn chơi đá bóng? Cảm ơn cậu nhé. Nhiên, cậu làm bạn gái mình nhá. Mình sẽ bảo vệ cậu. Ai cần cậu bảo vệ chứ? Tối nay đi xem phim nhá. Mình đặt vé rồi. Con này xấu nhờ mày nhở. Thế mà nó cũng thế, được thế đấy. Thưa anh. Hoàng Anh. Từ giờ cậu đừng để tôi biết cậu làm tổn thương đến Nhiên. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Hoàng Anh vì cô ta mà đe dọa mình, mình không thể để yên được. Rõ ràng là hẹn mình đi xem phim, tại sao bây giờ lại bảo ra công viên Văn Miếu nhở? Hoàng Anh! Này! Mày nghĩ Hoàng Anh gọi mày đến đây à? Làm sao? Muốn gì? Tao đã nói rồi, học ở trường này là phải nghe theo tao. Hôm nay á, Hoàng Anh cũng không cứu nổi mày đâu. Khoan đã, giờ chân tôi đang bị thương. Với lại, bắt nạt học sinh trong trường chẳng phải là vi phạm nội quy hay sao? Ở cái trường này, tao là nội quy. Đừng có mà nhiều lời, đánh nó! Các em làm gì vậy? Thầy ơi, bạn bắt nạt bọn em ạ. Tất cả đi lên phòng gặp tôi. Em nghĩ là không cần đâu thầy ạ. Em có bằng chứng. Ở cái trường này, tao là nội quy. Đừng có mà nhiều lời, đánh nó! Động vào nhầm người rồi. Alo, thông báo xuống, đuổi học hết bọn họ cho tôi. Hoàng Anh, xin lỗi, mình đến muộn. Cậu làm mình lo lắng quá. Bộ phim hôm nay bỏ lỡ mất rồi. Vậy sau này bộ phim nào mình cũng đưa cậu đi xem nhá. Được, mình đồng ý. Hôm nay cậu xinh đấy. Con nào xinh? Là con béo nữa. Cảm ơn cậu được rồi.